Dạ, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, gia đình có ra sông bắt hến không bà cô chú? Rồi hôm nay có hến rồi, mấy mẹ con cùng với cô Bảy làm bánh xèo hến bán cho bà con ăn nha. Dạ, đây cái gỗ hến. Dạ, rồi mấy mẹ con có chuẩn bị thêm tép này với thịt mình làm nhân bánh xèo. Mẹ với cô Bảy thì đang làm nước mắm. Dạ. Dạ. Mình làm nước mắm với dưa chua rồi mình vô bịch sẵn. Hôm nay thì mình làm nhân bánh xèo nhân củ sắn nè với củ cây đỏ. Còn cái này là tép. Tép mình ướp sẵn rồi. Bên đây là thịt. Thịt cũng ướp luôn. Chút mình khử lại. Còn cái này giá với bông điên điển. Bánh xèo nhân có bông điên điển thì thơm nha. Còn bên đây cây gỗ hến gia đình ra sông bắt nè, có mấy con chim chép nhỏ nè mình để chung luôn. Dạ, nước sôi rồi giờ mình cho hến vào nha. Mình đẩy hến phải để cho cái nồi nước mình thiệt là sôi luôn, mình để vô. Giờ hến nó nổi mình vớt hến ra. Đây hến u nu nha. Vớt ra cái gỗ. Mình vớt rồi chút cái mình rửa nước sạch lại. Giờ mình bắt cái chảo lên mình làm nhân bánh xèo nha. Thử tỏi với gốc hành. Cho thịt vô. Dạ, thịt chín rồi, giờ mình cho tép vô, xào chung luôn. Tép với thịt chín rồi, luôn có để một ít tiêu cho thơm. Giờ mình múc ra cái mâm nè. Thịt nó ra nước nè. Múc cái giá này mình thấy nước vậy, chỉ múc cái thôi. Dạ, mình lấy cái nước khử thịt nè, mình xào nhân luôn. Cái nước này mình đã nêm vừa ăn rồi, mình xào lại nó ngọt. Cho củ sắn vô thịt trước. Rồi mình cho củ cải đỏ vô mình xào luôn. Giờ mình tắt bếp cho giá với điên điển vô trộn lên. Để phân nửa trước hay mà. Cái này nhanh chín lắm, mình để cho mình trộn cái mình gấp ra được rồi. Đủ màu sắc thôi mà, trắng, đỏ, vàng. Rồi vô luôn. Trộn đều lên. Thank you.
chú và mấy cô cháu chuẩn bị xong rồi. Bây giờ đem ra ngoài trước đổ bánh xèo bán nha. Dạ, thau bột thì cô Bảy đó pha trước rồi. Giờ mình bắt cái chảo lên cho nóng nha, rồi bắt đầu đổ bánh. Chảo này nóng lắm luôn kìa Bảy. Bớt lửa. Dạ. Có chảo chị cũng nóng rồi kìa. Chị đó chảo quẩy, chảo chị bốc khói rồi đó. Xèo xèo luôn. Đây ông bà cô chú ơi, cái thao bột. Thao bột có xèo chị ba ơi. Pha trước hết cho bột nó nở ra. Bây giờ nó được rồi nè. Dạ. Đặc biệt là cái xè rau. Dạ. Thôi giới thiệu có rau gì, rau gì. Cái này lá gì vậy, lá cách. Lá xoài. Không, lá này nè. Đúng rồi, lá cách. Lá cách đó, lá cách. Xoài. Cái này lá xoài nè. Dạ. Bữa nay không có lá bằng lăng. Này là cải xanh. Lăng hết lá. Thì rau gấp cá, rau thơm, xà lách với lá hút lốt. Lá lốt. Lá lốt. Chảo nóng rồi, dạ. Giờ bắt đầu bảy đổ. Cô Bảy đổ hai chảo, Hương đổ một chảo. Này mình khỏi để nắp luôn ha bạn. Để nắp cái nó bị hầm hơi á. Hầm hơi. Này bốn cái thì về ba bịch chấm chấm đi chị. Để gì? Bốn cái đúng rồi, ba bịch chấm. Chấm thì mẹ với cô Bảy vô sẵn rồi, mình để dây chua, rồi múc mắm chua ngọt chưa. Vừa úp kho để rau vô bọc sẵn nha. Đây là bốn cái nè, có bắt hai nha. Mấy cô mới thím chủ yếu mua về, mình để vô bọc sẵn. Chuẩn bị mấy cái dĩa nè, mình để bánh xèo lên cái dĩa. Để lửa nhỏ cho cái bánh mình nó chín vàng đều luôn. Món bánh xèo này mấy cô mấy thím rất là thích. Vừa dọn ra là mấy cô mấy thím đặt trước nè. Nay bắt hai mấy cái thôi. Bốn cái chị. Bốn cái. Bắt chín hai cái. Bắt chín hai cái. Thím năm hai cái. Thím năm hai cái. Bữa con đổ con cũng đứng không á. Ngồi nó dấu không có thế. Dạ. Không có thế. Nhưng nhìn hấp dẫn nè, ngon. Nè Bảy lấy cái này nè, múc dễ. Hết. Cái con này cho vô muỗng hết nè. Bảy cô Bảy lấy luôn được chưa? Lấy cho được. Lấy luôn phải không? Cái của con để cho 7 miếng lá rồi thôi. Rồi. Để bên đây 7 mớ này. Dạ. Cho tép với thịt vô. Xong rồi múc một muỗng hến. Cái 7 vàng ngon. Giòn. Giòn phải không? Dạ. Quá giòn luôn rồi. Chèn cho nó đều ra. Cái bánh xèo hấp dẫn. Vì một dĩa hai cái thôi hả vậy? Hai cái được không? Hay là ba cái? Muốn ba cái thì ba cái. Dạ. Vậy để nào được thì vậy để. Cô chị chưa giòn. Giòn rồi, giòn rồi. Để nghe hay để sao? Để gì đâu. Để gì cho nó vừa cái bánh vừa cái bánh vừa cái dĩa luôn. Thêm một cái nữa là đủ của bác Hai. Con để xem bảy ngang là bảy ngược. Quay lại. Không
kho để lên quạt để đúng rồi lại ta đổi. Xèo đổ vô nghe cái xèo. Bột bánh xèo mình có để hành lá nhưng mà có màu xanh. Chén cho nó mỏng. Chị để nguyên chảo cho chín cái dành trước. Ba cái, còn một cái nữa là đủ của bác hai. Chảo bãi đổ giòn cái dành không? Giòn, giòn dạ. Dạ lắm. Chảo chống dính không bằng chảo gang. Chảo gang là đổ mà ngon. Dạ. Còn có chú năm ba cái nữa đó. Yeah. Đặt đầu tiên rồi quên. Bánh xèo là đặt trước. Mình đổ xong rồi mới thím qua lấy. Tí ăn bánh xèo em ơi. Bánh xèo, bánh xèo. Dạ chưa. Mới có bắt hai à. Đổ lâu lắm. Dạ. Dạ. Ba cái rồi nhiêu vậy? Dạ. Ba cái à? Dạ. Chứ là bắt cái da luôn nha. Cái da luôn không? Dạ. Đợi em chút rồi chị, còn có gì, gì vô ghế ngồi đợi vậy chị. Tại nãy giờ đặt trước mình chưa chưa có giao bánh. Dạ. Chị biết chị chạy xuống mua. Chị em như ở trên xuống trên đó. Trên, xuống trên chị tiếp. Thì chị lấy cái dĩa này cho 7 đủ 4 cái cho bác hai. Chị để qua đó luôn hả chị? Dạ, chung cái dĩa của con nè. Nguyễn Trúc cái kia phải để ba ngày nóng rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Nó hấp dẫn luôn. Của bác hai có nè bác dạ, hai. Dạ chị đựng hai cái riêng đi. Để cái dĩa gì cái để vô bọc luôn à. Rồi dưới bọc rau này là 4 cái nè. 4 cái là nhiều. Dạ. Dạ là 50 ngàn. 50 ngàn. 2 cái 25 ngàn. Dạ. Dạ giòn gớt quá. Dạ. Rồi, cảm, cảm ơn bác hai. Dạ. Bánh xèo đổ mình thấy hấp dẫn thế này em. Ngon. Dạ hai cái. Cho ra dĩa luôn. Được không? Cái dĩa đã xéo thì được. Rồi. Thấy lên miếng chuối nữa.
Chút để thêm cái nữa. Là nhiêu rồi chị? Ba hay hai cái thì 25.000, một cái 13 là 38. Cái da, da tính nhiều không biết. 5.000 lần trước giống với mẹ. 5.000 đi. 5.000 kia là dạ 38 với 5 hả? Là 43. Dạ 43. Rồi chị để cho bọc giùm em hai cái số 7. Đây chị qua con. Ngon quá. Giòn. Dạ. Dạ. Để con chút đi chú, tới của chị chứ. Dạ, cạn ghế. Dạ 47. Rồi cảm ơn chị nha. Cô chú hai cái. Cô chú hai cái. Trong mà giao cho hiếm năm hiền với bác chính đi. Nhớ nè, rồi chú Năm. Chú Năm ba dạ. Cái. Đưa cho 7 đi bên. Món bánh xèo này dễ ăn. Mình ăn kèm với rau, mình cuốn rau. Cuốn rau vô không ngán. Dạ. Như là nghe xèo xèo. Mới nghe cái xèo, cái bánh xèo. Cái nước rồi cái lá xoài. Chú cây bền đó kịch kịch kịch. Này lá cách nha. Chị ba đừng để hết nha. Dạ. Rồi ghế đợi chút chị ba. Thầy chú Mên đợi kia nữa nghe chú. Không, bắt đầu gọng năm nữa ta. Dạ. Đợi em chút. Dạ. Mình để chung với cá số 7 thì cho số 1 luôn đi ha. Dạ, dạ. Để chung với bên 7 luôn. Đỡ hơn cũng hàng thịt cho đó. Rồi, có một phần. Tại cái dĩa nó mềm mẹo. Rồi, em bỏ dưới nè. Sửa cái tầm ở trước. Rồi, chị coi ấy cái bọt cái xèo. Hỏi làm này quá ai người. Nó giòn quá. Dạ, rồi. Mình gửi lại 25.000. Thôi hả? Dạ, rồi, cảm ơn chú. Bánh xèo của bạn. Ngon hết sảy nữa. Ngon hết sảy nữa. Rồi hai cái của bắt chín xong. Rồi chị ghế đi. Để cho 7 chiền đi, nóng lắm. Không được, có hai tay mới được thôi. Dạ, kệ cái dĩa nó yếu. Nè chị để vô đây luôn, để dạch ra cho 7 để vô đây. Bảy ấy cái dĩa lại. Cóp cái dĩa là cóp gì cơ? Đúng rồi, cóp cái dĩa. Bảy cái tròn đó. Rồi, dạ, con gửi lại bắt chín hay làm. Dạ, cảm ơn. Đưa gì? Hai cái nữa hả? Dạ, dạ. Một cái không hến thì vậy cho chị ba nè. Mà cái nó dọn chút. Làm thêm chảo nữa. Chảo đúng không? Là bốn cái không? Đây. Rồi, rửa bạn.
Được luôn, để vô. Đây là bọc da vòng thấy. Dạ, hai cái cho chị bạn. Dạ. Dạ, cảm ơn chị bạn. Dạ. Chị đợi. Dạ, chút. Hai cái được mà. Của chị chú. Của anh đó. Ba cái. Để chị ba. Chưa nằm xuống tới rồi mấy ơi. Chưa nằm xuống tới, chưa có bánh luôn. Đó mấy cái, ba cái. Ba cái. Dạ, ba cái. Có gì qua đây ngồi ghế thì chị ba. Anh này đi gán xíu nè. Chị dọn lại hai cái này nè chung đi. Đủ rồi đó. Với cái có 7 với cái 5 ngàn đủ rồi đó. Dạ, đưa đây qua bà. Bà. Bốn năm cho nó anh dòm lại trả. Dạ. Rồi năm dồn qua đây. Ô đâu sẵn có mấy cái bài đó. Dạ. Dạ rồi vậy hiếm năm lấy một nước chấm giùm con luôn. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi. Cầm hai tay làm cảm ơn. Có kêu ba làm chặn xong rồi nó gác lại chút xíu đi. Ba cái này là của anh luôn nè. Cái này là về cũng không có cái bài để về đâu. Đúng rồi, chờ đợi là hạnh phúc, ăn nó ngon. Chú nằm đâu biết chạy xuống vậy này. Ông đi làm về vậy đó. Phải đi làm vậy. Mấy chú mới về đó. Dạ. Sáng vừa làm mà chú Năm dặn ba cái rồi. Dạ. Của chị ba cũng hai cái hả chị? Hai cái. Dạ đúng rồi. Là đủ. Anh muốn hai cái đúng không? Đến đâu? Đâu rồi? Anh kẹp trước không? Không, chị Tư á, chị Tư rồi tới trước luôn. Nhượng đấy, nhượng rồi. Để cho chú Năm đi, bây giờ tới chú Năm đi. Nó kẹt, ông cắt từ sắp để chú Năm đi về. Sáu giờ sáng tới giờ. Chú Năm bị nóng rồi, giờ chưa tới nóng rồi kìa. Đưa dĩa thì chị thôi nóng quá thôi. Rồi. Nóng. Đủ chưa? Dạ đây, cái đây, cái nữa. Để lên. Ba ngàn nóng là bây giờ cao lên. Rồi. Hấp dẫn. Rồi. Nóng hỏi luôn. Hỏi dạ. Cái này để gặp chung dưới nha. Dạ. À, rồi cảm ơn. Rồi tới chú Năm. Chú Năm ba cái được. Đây được ba cái. Rồi ba cái của chú Năm. Chị cầm lại giùm em luôn. Cứ để vô đây. Công trình chú Năm đã đặt hàng sáng. Rồi gửi tiền không? 35.000 chú Năm giảm giá đó. Bán rẻ luôn. Giảm giá 35.000. Dạ, rồi. Bán chú Năm giá đặc biệt. Hai cái này nó được rồi nè. Dạ, hai vật tôi đó chứ nè. Con để hai vật, dạ. Dạ, hai cái này nữa là tới rồi nè. Mới đây được cái rồi chứ ai nó cần đây chứ. Xong rồi tới cô chị Tư.
Rồi xong hai cái của chú Ba. Rồi chú Ba. Rồi chú Ba. Dạ. 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 Chú Vân Nghiên hay là để vô? Để đi. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Để diễn vào cho bạn. Đây của chị Tư. Chị Tư. Chị Tư hai cái đúng không? Hai cái chị. Chị thím hai. Thím hai sao chị Ba? Rồi tới cô Di Tư xong tới chị Ba đó. Cầm lên cho cái bóp vô chị bảy bảy dứt qua đây trước đi đóng lại con đóng lại luôn rồi dạ đỡ lại đây rồi bưng nha phải nóng lắm rồi dạ nóng lắm á chuyện lại cho chị mới để cho vậy rồi dạ. Chị Ba dạ anh gửi cảm ơn chị Tự. Tới của chị Ba hai cái hai bán bánh xèo ba của cháu không kịp đổ dạ 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 dần thấy luôn được không dạ. Rồi, của chị Ba xong. Dạ, rồi cảm ơn chị Ba. Chị này chảo chạy luôn. Chắc này chảo nóng. Bấm hai hai cái luôn thôi này. Dạ. Mấy cốp cái nghĩa luôn. Dạ, ngọt nhẹ gì đó. Được rồi, nó vô. Vô luôn. Dạ, nghĩa thứ hai. Dạ, cảm ơn thứ hai. Dạ, cảm ơn thứ ba. Có thêm ba luôn. Cho dĩa bảy chị. Dạ, lấy thêm bạc. Cảm ơn thêm ba luôn. Lấy chè dầu mà không lấy thêm cái bột. Ủa? Sao? Cái này à? Dạ, chắc cái được thôi chị. Cái được. Cái được, dạ được. Dạ. Đã hết rồi. Tại này con hai cái để chừa cho thêm sáu nữa. Vậy một cái cho bà sáu đi. Tự nhiên ba ta cầm cái này tổng cho bột. Cảm ơn. Hết gạo luôn, vừa đủ luôn. Thôi, cũng tăng hay nha. Dạ. Vừa đủ rau, vừa đủ nhân luôn. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn bà Sáu. Dạ. Dạ, cảm ơn bà Sáu luôn. Đổ hai cái này cho thêm Sáu luôn là hết nhân. Sáu luôn. Còn da bảy, cứ đổ bánh da đi bảy. Ừ, có gì bảy đổ bánh da cho. Bánh da ăn cũng ngon.
7 con để chung luôn ha. Chung, 7 để trước ha. Mười, bốn mười, cái này dòng thấy luôn rồi, còn hai cái nữa mình lấy cái 50 tiền thổi. Cưng liếm tiền đi thôi, xem hôm nay bán được bao nhiêu. Cái này mình dư bột rồi mình đổ da. Hai cái đó để em để vô bọc cho em xong. Một chân, hai chân. Lấy ra 50 tiền thối nữa. 415 ngàn. Dạ ông bà cô chú ơi, hôm nay nhà có hến rồi, mấy cô cháu làm bánh xèo hến với tép thịt bán cho bà con. Bà con rất là thích cái món bánh xèo này luôn nha. Dạ thì nãy giờ cũng bán hết rồi, cũng bán được 415 ngàn. Dạ thì Nương cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn ông bà cô chú ở video tiếp theo. Dạ xin chào. Dạ xin chào cả nhà.